Anh Sơn xin kính chào quý khách. Chúng tôi tự hào mang đến cho quý khách hàng một địa chỉ vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, nhà bếp cao cấp Tiddy, uy tín và chất lượng tốt hàng đầu tại thị trường Ý Yên, Nam Định. Với sứ mệnh mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng hoàn hảo, giá cả tối ưu, Showroom Anh Sơn luôn sát cánh và không ngừng nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi ra những sản phẩm phù hợp nhất với người tiêu dùng. Đến với Showroom Anh Sơn, quý khách hàng sẽ được mua sắm với hệ thống showroom hiện đại, đẳng cấp, đa dạng mẫu mã, mặt hàng, có giá thành tốt so với thị trường. Sản phẩm chúng tôi cung cấp, gạch ốp lát, mẫu mã đa dạng, phong phú, hòa văn sắc nét, bền bỉ và được cung cấp bởi các thương hiệu uy tín trên thị trường. Các sản phẩm thiết bị điện nước. Sơn tường là biện pháp hoàn hảo để bảo vệ và tăng tính thẩm mỹ cho mỗi căn nhà. Ngoài ra, Showroom Anh Sơn còn là nhà phân phối chính thức sản phẩm thiết bị vệ sinh, nhà bếp cao cấp Tiddy tại thị trường Ý Yên, Nam Định. Tiddy là dòng sản phẩm được dày công nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tân tiến hàng đầu thế giới. Với sản phẩm có mẫu mã đa dạng, phong phú, màu sắc tinh xảo, luôn bắt nhịp với xu thế mới nhất của thị trường trong và ngoài nước, được người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng và dịch vụ. Các sản phẩm của Tiddy luôn được chú trọng đến độ bền, tính thẩm mỹ, an toàn cho sức khỏe, sự tiện lợi, thông minh tối ưu nhất cho người sử dụng. Như sen vòi Tiddy được mạ chrome nickel sáng bóng với độ bền lên đến 40 năm. Các sản phẩm lavabo, bồn cầu thương hiệu Tiddy được áp dụng công nghệ mới nhất phủ platinum chống xước, chống bám bẩn, tiết kiệm thời gian vệ sinh, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Showroom Ý Yên Nam Định với phương châm lấy chất lượng làm uy tín, lấy lợi ích khách hàng làm mục tiêu để phục vụ, nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng, đội ngũ nhân viên Showroom Anh Sơn không ngừng trau dồi, học hỏi, phấn đấu trở thành showroom có chất lượng dịch vụ luôn đi đầu trong giới kinh doanh vật liệu xây dựng và thiết bị vệ sinh nhà bếp cao cấp tại thị trường Ý Yên, Nam Định. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ Showroom Anh Sơn, địa chỉ ngã tư Mậu Lực, Yên Cường, Ý Yên, Nam Định, hotline 0912 906 586. Có thể tìm hiểu thêm thiết bị vệ sinh nhà bếp cao cấp Tiddy tại Showroom Anh Sơn. Mời quý khách truy cập website tiddy.vn.